Tường xin chào quý vị, hiện tại là Tường đang có mặt tại nhà hàng Hòn Đất quý vị nha. Hôm nay không gian hẹn hò của chúng ta là nhà hàng Hòn Đất, không gian rộng rãi, thoáng mát, rất là hợp với những buổi tiệc họp mặt nè, bạn bè, gia đình, công ty, liên hoan, sinh nhật, đầy tháng thôi nôi. Mọi người hãy đến đây để trải nghiệm tất cả những món ăn ngon tại nhà hàng Hòn Đất quý vị nha. Ở đây thì chúng ta có tiêu chí ngồi cùng nhau, ăn cùng nhau, kỷ niệm cùng nhau và vui cùng nhau. Hãy đến để được phục vụ một cách tận tình nhất. Bây giờ thì các Tường phải vào ngay bên trong và chúng ta sẽ đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Rồi, xin chào cả nhà, Tường đã vào vị trí của mình rồi. Số rất là đặc biệt, quý vị hãy theo dõi, Tường sẽ ra ngoài và sẽ mời nhân vật đặc biệt của ngày hôm nay vào trong nha. Con có như vậy không? Dạ có. Mẹ tổn thương gì con người như vậy mà mẹ cảm thấy mẹ tội nghiệp cho con? Em không có được tình yêu thương từ cha mẹ vì nhà quá nghèo. Ba mẹ em là phải lo mưu sinh rất là nhiều, đôi lúc thì không để ý đến em. Chị đây rồi, tai mềm dữ vậy không biết nữa, ngồi xuống. Rồi, chào hai bạn. Bây giờ mình có thể mở mặt nạ ra nè. Ơi, chào hai bạn, dễ thương quá. Rồi, bây giờ mình sẽ nói lớn lên nha, để cho đối phương có thể nghe được chia sẻ của mình. Em tên là Nguyễn Quốc Chương, quê quán ở Bình Dương. Hiện tại khi em đang làm quản lý tại quán bar. Quán bar ở đâu? Quán bar Canalis. À, ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 24 tuổi. Thế Dương hiện tại Dương đang sống với ai? Một mình thôi. Sống một mình? Mình thuê nhà trọ hay sao? Thuê chung cư. Rồi, lên thành phố Hồ Chí Minh được mấy năm rồi? Em chỉ mới lên được một năm thôi. Rồi, tới phiên em. Chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Em tên là Huỳnh Ngọc Thủy Thạch. Hiện tại Dương đang làm gì Thạch? Hiện tại em là nhân viên phục vụ hành khách tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất. À, em làm ở khâu nào? Dạ, em phụ thủ tục check-in ạ. Thủ tục check-in, rồi ha. Không biết hồi đó giờ mình có gặp nhau ở trong đó chưa nữa ha. Tại Tường cũng hay đi lắm, bao nhiêu tuổi, quê ở đâu? Dạ, năm nay em 24 tuổi, quê em ở Sài Gòn. Nhà đông anh chị em không? Dạ, nhà em có hai anh lớn rồi. Hai anh đã có gia đình với có con hết luôn rồi. Rồi về cái câu chuyện của mình thì ba mẹ có ý kiến gì không? Thật sự là gia đình em đã come out rồi. Nên ba mẹ rất là thoải mái trong cái vấn đề này. Bao lâu rồi? 3 năm. 3 năm? Dạ. Cái lúc đó có khó khăn gì cho em không? Thật sự là lúc đầu là em với mẹ em ngồi coi một cái chương trình truyền hình. Là lúc đó về sống thật, nói về cái LGBT. Vô tình coi vậy thôi thì em thấy vậy cái em lật đật, em trốn, cái mẹ em kêu em lại. Cái rồi em thấy chết rồi, cái mẹ coi là chết rồi. Cái rồi coi xong rồi bắt đầu mẹ hỏi, rồi con có như vậy không? Thì em mới trả lời là không, con trai thẳng. Thì không. Cái xong rồi tự nhiên ngồi coi một cỡ 5 phút sau thì mẹ em nhẹ giọng lại. Thì mẹ mới nói là giờ chỉ có con với mẹ thôi. Có gì con cứ nói với mẹ, mẹ không sao hết. Thì lúc đó rồi mẹ hỏi em lại một câu nữa là con có như vậy không? Thì lúc đó là kiểu như em nghe một cái tiếng thật lòng từ mẹ, tự nhiên em cũng thốt lên là dạ có. Thì lúc đó là chỉ biết là hai mẹ con ôm khóc mà thôi. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Và thực sự lúc đó ôm khóc là em cực kỳ nhớ một câu nói của mẹ là mẹ tổn thương gì con là như vậy mà con mẹ cảm thấy mẹ tội nghiệp cho con, của mẹ phải như vậy. Nhưng mà em phát hiện em như vậy từ lúc nào? Cảm nhận từ nhỏ rồi. Từ nhỏ luôn? Là mình cảm nhận mình thích chơi, mình có như kiểu con gái lúc đó nhỏ em hiền lắm. Có nghĩa là giờ trong cái mối quan hệ này là em sẽ là bên phía người nữ, em là sẽ là đóng vai người nữ đúng không? Dạ. Chị nghĩ là mẹ em cũng biết từ nhỏ rồi. Dạ. Nhưng mà mẹ mà không, không có... Không chấp nhận, mẹ nói là mẹ biết. Mẹ cảm nhận như vậy mà mẹ không nghĩ con là như vậy. Nhưng mà sau này thì mẹ càng ngày càng mở hết. Và đến bây giờ ba em cũng nói ra rồi. Và cả dòng họ em cũng ok. Cả dòng họ cũng ok luôn. Dạ. Rồi, dễ thương quá à. Thế còn em? Câu chuyện của em thì nó hoàn toàn khác bạn đó. Từ nhỏ thì em không có được tình yêu thương từ cha mẹ. Lý do sao? Có ba mẹ nào mà không yêu thương con cái? Lý do là vì nhà quá nghèo. Ba mẹ em là phải lo mưu sinh rất là nhiều. Đôi lúc thì không để ý đến em. Nhà đông anh em không? Khu mình em thôi. Nhiều lo mưu sinh, nhiều nhà nghèo nhưng mà có mình em thì cũng phải quan tâm đến em chứ. Thật sự thì lúc đó nó quá hổ đi. Nói chung là ba mẹ chỉ lo mưu sinh. Thực sự là em nghĩ là ba mẹ em chỉ muốn là lo cho cuộc sống của em sau này tốt hơn thôi. Nhưng mà đôi lúc thì không để ý tới cảm xúc của em. Rồi sao? Rồi, bản thân em thì lúc nào là em biết mình là như vậy? Ngay từ nhỏ rồi. Đi học thì em thích chơi với con gái thôi. Em không thích chơi với con trai. Tại sao thích chơi với con gái? Vì em thấy mấy bạn đó gần gũi. Nhưng mà em yêu bạn gái hay em sẽ yêu bạn trai? Em yêu bạn trai.
yêu con trai thì phải chơi với con trai để mình phải cua nó, mình phải lân lai với nó chứ. Cảm giác nó kỳ cục lắm, em chỉ thích đi chơi với con gái thôi, con trai lại gần em là em không thích. Nhưng mà sau này em lại em nói chung là thích con trai nhiều hơn. Có bao giờ em rung động với một cô gái nào chưa? Không bao giờ đâu. Không bao giờ mà thích chơi với con gái thôi. Thích chơi với con gái. Rồi bao giờ thì em mới come out với gia đình? Em chưa bao giờ come out với gia đình. Tới giờ này luôn. Em không cần phải come out nhưng mà ba mẹ em là biết. Thôi bây giờ chị hỏi lại một câu để xác định nữa nè. Em là thích chơi với bạn nữ mà em nói em thích bạn nam. Vậy trong một mối quan hệ với bạn nam thì em sẽ giữ cái vai trò gì? Trong mối quan hệ với bạn nam á thì em sẽ đóng vai chồng. Ví dụ mình đổi lại mình đóng vai vợ được không? Ừ. Không hả? Em không thích. Ồ, có nghĩa là mình sẽ đóng vai chồng. Dạ đúng rồi chị. Ủa sao chị từng nghe nói là hai bạn nam mình yêu nhau thì có thể đảo đổi được vị trí cho nhau, có vậy không? Thật sự là cũng có những người mà người ta cảm thấy đối phương, mình cảm thấy người ta muốn che chở cho người bên kia thì người ta sẽ muốn làm cái vai trò là người chồng. Đúng rồi. Nhưng mà trước giờ em cũng là em muốn em là nữ thôi. Em muốn em là cái người phải yếu thôi. Là em có nhu cầu được người khác che chở. Dạ đúng rồi. Có khi nào em nghĩ một ngày nào đó em gặp một đối tượng nào đó cái tự nhiên em phải muốn che chở cho người ta rồi em sẽ thay đổi chưa? Dạ chưa. Chưa. Đúng rồi. Ví dụ như tôi cũng đâu bây giờ tôi nghĩ có một ngày tôi sẽ yêu một cô gái đâu, tôi cũng cần được thằng ông che chở, đúng không em? Dạ, đúng rồi. Khó thay đổi lắm đúng không? Thôi ok, hiểu sơ sơ về cái hoàn cảnh của hai bạn. Giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em sống rất là chân thành, rất là tốt. Nhưng mà cái điểm yếu của em á rất là dễ nổi nóng. Lúc nóng lên thì không phải kiềm chế được, làm cho những người xung quanh á họ cảm thấy khó chịu, không có dặn dai, cũng không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Là hơi thẳng tính quá. Đúng rồi. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em suy nghĩ mọi thứ rất là đơn giản và em giải quyết cái vấn đề nó rất là đơn giản và hiệu quả nhất. Tính tình em nghĩ em là người chín chắn hay là trẻ con? Đôi lúc vừa chín chắn vừa là trẻ con. Vậy sao tôi kêu đổi không chịu đổi? Có thể có lúc thay đổi không chịu? Không chị, cái đó đổi khó lắm chị. Thế còn em? Em cũng giống như bạn vậy á, em thích mọi thứ là đơn giản thôi. Cuộc sống của em chỉ đặt cái hai từ thôi, có đáng hay không thôi. Nếu vậy trong một mối quan hệ giữa nam và nam với nhau, không có trách nhiệm nhiều, không có cái gì ràng buộc, mà em lại có cái suy nghĩ là đáng hay không đáng, rồi đáng là được, không đáng em cho lên đường, thì vậy thì làm sao dự kéo dài một mối quan hệ? Một mối quan hệ nào đó đó, em sẽ không bao giờ làm gì sai hết. Tại vì ngay lúc đầu hồi nãy em nói với chị là em rất là chân thành. Khi mà em nói chuyện với ai, khi em tiếp xúc với ai thì thực tế hơn, chứ không có màu mè cầu kỳ. Em nghĩ trong một cái mối quan hệ của những người đồng giới như em thì cái điều gì là quan trọng nhất để mà giữ được một mối quan hệ bền vững? Cũng như các bạn bên đó nói là cái từ sự chân thành. Thôi tôi đi về đi. Hai đứa này nói chuyện mà cứ như em giống như bên đó vậy đó. Em cũng giống như người bên đó vậy đó. Ủa sao giống như không vậy? Mình ý kiến nó khác biệt chút xíu cơ nè. Tình trường của em sao? Thật sự em tâm sự thiệt chị thì em mới có biết yêu năm nay thôi. Từ tháng 3 năm rồi tới nay thôi. Em cũng trải qua là 2 mối tình. Năm được 2 mối tình ha, cũng khá quá. Mới biết yêu mà cũng khá quá. Nụ hôn đầu đời là bao giờ? Đối với người yêu á thì cũng là đầu năm rồi thôi. Chứ đó giờ lúc trước khi em yêu á, thực sự á, em xấu lắm, không ai thương em hết trơn á. Rồi sao giờ đẹp? Thì tới lúc mà công nghệ tiên tiến phấn đấu lên thì mình sửa soạn lên, mình tu sửa mình ra, mình sửa soạn mua quần áo này nọ cái khứ, mình tự tin hơn, bắt đầu mình mới dám quen một người nào đó. Rồi lúc tự tin lên mới có được 2 mối tình đó. Đúng rồi. Rồi lý do là sao chia tay? Em quen mối tình đầu tiên á là lúc đó yêu bợp chợp lắm, lúc đó trẻ con lắm. Chỉ là mình gặp là mình thấy mình thích thôi. Cắm cuối cặm cụi yêu đi rồi không biết ngày mai sao đó. Cứ nghĩ là mình yêu người đó, mình sẽ lo hết mình cho hết mình thì mình sẽ nhận lại được. Nhưng mà nó trớ trêu là mình không, cuộc sống không như mình nghĩ. Mối thứ hai? Mối hai thì rút kinh nghiệm lại. Và cũng vẫn thất bại. Thất bại tiếp tục. Lý do? Quan tâm quá nhiều. Em quan tâm quá nhiều người ta bỏ em hả? Chị có nghe một cô nói, người ta hay nói là quan tâm nhiều quá sinh ra thành làm phiền. Chết cha, tôi phải học hỏi mấy chú này mới được. Tôi cũng hay quan tâm người khác nhiều quá, chắc tôi hay làm phiền người ta lắm nè. Không sao, kệ em. Quan điểm đó là sai. Tại vì cái đối tượng đó đó, người ta chưa có hiểu được cái sự hy sinh, cái sự quan tâm của em. Nếu mà mỗi em tìm đúng được một cái người mà người ta cảm nhận được cái điều đó, người ta trân trọng cái điều đó thì người ta sẽ quý. Còn những cái đối tượng kia cho đi em, đừng nuối tiếc. Tại vì mình quan tâm lắm, người ta thấy mình làm phiền là người ta không có cảm xúc với mình. Trời ơi, thương quá, nhỏ bị vợ bỏ không à. Rồi em, tình duyên sao? Em thì trải qua 3 mối tình rồi. Thì mối tình đầu tiên là thời cấp 3 của em. Thôi, yêu sớm hơn bên đây, kinh nghiệm nhiều hơn. Rồi. Cấp 3 của em thì em quen được tầm 4 năm. 4 năm luôn? Dạ. Có sống chung với nhau không? Dạ không ạ, lúc đó là em chưa come out ạ. Chưa come out, lén lút thôi phải không? Dạ, trời, cái lén lút đó nó đã lắm, yêu thương, nó đã lắm, nhớ nhung đúng không? Dạ. Rồi mà sao chia tay? Chắc do 4 năm rồi. Với lại mỗi người một nơi, lúc đó là em học trường khác, bạn nó học trường khác. Rồi cũng thời gian ít lại, không có gặp nhau rồi. Ít rồi gia đình cũng là một phần nữa. Lúc đó là em chưa come out nên gia đình em rất là khắt khe trong cái chuyện mà
đi chơi về đúng giờ đúng lúc. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là em với người nước ngoài. Có người nước ngoài nữa. Dạ. Trời, trải nghiệm rộng rãi phong phú. Sao, có gì khác người Việt Nam không? Là người nước ngoài người ta rất là open, người ta rất là cởi mở. Chẳng hạn lúc đó là em vô tình đang ngồi uống nước, tự nhiên bạn đó lại bắt chuyện mình nói chuyện rất là bình thường. Lúc đó là tiếng Anh em rất là ngại nói chuyện, nhưng mà tại vì lúc đó mình quá, người ta tới lần lẽ giờ mình không nói chuyện thì cũng rất là bất lịch sự. Thì thôi em có nhiều xài như em nói thì qua cần nói một thời gian thì bạn xin số điện thoại rồi nói chuyện với nhau rồi làm quen với nhau, rồi cái mối tình nó cũng kéo dài được 2 năm. 2 năm, trời, này cũng thuộc loại quen bền nè. 4 năm, 2 năm, ai như em 1 năm 2 mối. Rồi sao nữa, rồi sao chia tay? Chắc được không, khoảng cách. Trời ơi, bạn ở nước nào? Dạ, bạn ấy ở Đức. Đức. Dạ. Rồi mối tình cuối? Dạ, mối tình cuối là người Việt Nam. Mấy năm? Dạ, mỗi bạn 1 năm. 1 năm, sụp trần. 4 năm, 2 năm, 1 năm. Mối tình này bao lâu đây? Còn tùy cả hai. Thật sự là tụi em cũng còn rất là trẻ, thì mình cũng nên kinh qua một vài kinh nghiệm để sau này khi mà mình quyết định mình chọn ai đó rồi á, thì mình sẽ có một cái suy nghĩ sâu sắc hơn, chín chắn hơn và có trách nhiệm hơn. Chị nói thật, cảm nhận của chị á, là chị cũng giống như mẹ em nói á, là thương. Tại vì thấy như nó hơi bạc. Tại vì tụi em không có một cái gì để mà nó chắc chắn cho một cái mối quan hệ. Có đúng vậy không? Chị nói vậy có gì sai không? Chị thấy vậy á, cho nên chính tụi em phải tự yêu thương bản thân mình, tự yêu thương cộng đồng của mình để mà có sống có trách nhiệm với nhau hơn. Cho nên là mình chân thành thì mình sẽ được nhận lại cái sự chân thành. Thôi, tự tin lên, hãy yêu đi khi còn có thể nha. Thế thì bây giờ mẫu người lý tưởng của em là như thế? Em thích người ấm ấm. Được. Gì da nữa? Trắng. Có luôn. Trời ơi, đủ tiêu chuẩn luôn. Em thích người như thế nào? Nói về ngoại hình á, em cần vẽ đeo kính. Có ai kiếp qua có cái kính không cho nhỏ mượn cái kính? Trời ơi. Bình thường có đeo kính không? Có mà đeo kính mát không à? Thì đeo kính mát, đúng rồi, đeo kính mát đúng không? Hay là thích kính cận? Kính cận vậy? Kì vậy, trời ơi, cận rồi hôn nó dướng lắm em. Thiệt tình luôn. Trời ơi, rồi tiếp gì nữa? Còn về tính tình là sự, em thích sự đơn giản thôi. Bạn ấy càng đơn giản càng chân thật là em càng thích. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Sự tính đa nghi, đã quen nhau rồi thì phải tin nhau. Chứ không phải là nghi ngờ người này, nghi ngờ lúc khác. Em có nghĩ em là người chung thủy không? Dạ, em nghĩ em là người chung thủy. Điều gì em ghét nhất ở một cái người bạn đời của mình? Sự ghét nhất ở bạn đời là không biết tạo niềm tin cho người khác. Cái hai là vô tâm. Em thích được quan tâm không hay là em thấy bị làm phiền? Quan tâm cũng được. Mà quan tâm theo cái đúng là nói là làm. Chẳng hạn như là thay vì mình nhắn tin là em ăn gì chưa, em ăn gì rồi, thì tốt hay là em thay đồ đi, anh qua anh chở em đi ăn. Ờ đúng rồi, nói không mắc mệt quá ha. Em khỏe không? Ngày nào em khỏe không? Em ăn sáng chưa? Thì ít nhất hỏi 10 lần cũng phải có 3 lần đem đồ ăn qua cho ta ăn chứ, đúng không? Hỏi không hỏi cho có hỏi. Chị cũng ghét cái kiểu mà kiểu vậy lắm. Đúng rồi, hay rồi. Bây giờ đâu đưa chị coi hình coi nè. Trời ơi, ghê ghê. Làm công việc ở sân bay nha. Lựa đi, chọn đi. Trời ơi, hai chàng trai đó em chọn chàng trai nào? Lựa đi, cho các bạn 30 giây để lựa chọn người tình trong mộng. Được chưa cưng? Nghĩa là bạn này. Bạn đó, lý do tại sao em chọn bạn đó? Tại vì em thấy hai bạn, một tấm có hai bạn này chung với lại tao cao mớm. Cao cao mớm. Rồi cầm nó đi để coi. Rồi em chọn bạn nào? Em chọn bạn đội nón. Chọn bạn đội nón, lý do tại sao em chọn bạn đội nón? Linh cảm thôi chị. Linh cảm thôi. Để xem hôm nay cái màn linh cảm của cặp đôi này có trùng khớp với nhau hay không nha. Hãy cầm tấm hình đó đi và hãy nhìn vào đối phương. Sau khi cánh cửa này mở ra, chúng ta sẽ biết được rằng linh cảm chúng ta ngày hôm nay có chuẩn xác hay không. 1 2 3 Đúng không hai đứa? Đúng rồi, chính xác. Chính xác. Ở đây chính xác không? Dạ chính xác kìa. Chính xác. Ủa sao hay vậy ta? Như cái mẫu người tụi nó chọn sẵn cho nhau rồi hay gì á. Số em sao á, quen bồ cũng là gặp y gì hết trơn. Y vậy là sao? Là cao cao, ốm ốm, lúc nào cũng bự con em. Vậy là không hên hay là hên? Phong thủy ổn định hay không ổn định? Cảm thấy thích. Cảm thấy thích? Thích mắc gì ngại? Thích tấn công vô. Chào em. Chào anh. Nhìn tôi chi? Trời ơi, trời ơi, đỏ mặt hết trơn. Trời, ông làm như ông mới yêu 2 lần hả? Thật sự thì nhìn hình thì ngoài rất đẹp trai. Cảm ơn anh, cảm ơn quá. Thì anh cũng rất là dễ thương, rất là đẹp trai.
Tại sao em không chọn người kia mà em chọn người đội nón? Nói chung là mình nghe theo con tim. Con tim mình kêu mình bảo chọn người đội nón thì em chọn người đội nón. Có nghĩa là cái gu của người ta là cái người đội nón. Tại vì thường ở đây mà cái phần chọn hình đó là để biết được cái gu của nhau như thế nào. Tại vì thường người ta sẽ chấp chọn vô cái người mà người ta thích, đúng không em? Dạ đúng rồi. Ừ. Thì là nói gì là anh biết là gu của em là anh đúng không? Thì chỉ được thiếu cái kính nữa thôi. Gài hàng quá không nói. Cái này chắc chút phải đi mua kính. Ừ, thiếu cái kính nữa. Chương trình thì anh có tặng em một món quà nha. Thì khoảng tiền em cũng có món quà. Cảm ơn em nha. Đâu rồi, đứng thẳng, xích ra ngoài đó, đứng thẳng thẳng lên cho nhỏ giòn vóc dáng chút coi. Nhỏ coi. Con quá hả? Không rồi. Sao rồi. Rồi sao, có bị gì không? Dạ không, bình thường. Vẫn bình thường hả? Dạ. Được, thường thường trai phải cao to vạm vỡ hơn chứ. Dạ, trước giờ em quen ai cũng lùn hơn em. Tại em cao quá, ngồi xuống được rồi. Dạ. Thì thật sự là cũng khó kiếm cái người mà đẹp như em mà cao bự như em cũng hơi khó ha. Trời dạ. Ơi, em là sự tiếc nuối của bao nhiêu cô gái đó em ạ. À. Hồi đó giờ có ai yêu gái yêu lầm em chưa? Cũng có mấy bạn gái. Rồi mỗi lần vậy em sẽ nói gì với những mấy cô ấy? Thì em cũng kiểu mình cũng lơi. Nhưng mà thật sự là thân quá thì kiểu như mình tâm sự luôn. Kiểu như thật sự là cái gì vậy? Còn nếu mà người lạ mấy thì mình lịch sự, mình lãng 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 được phải không? Quà, quà mở ra coi quà gì? Quà của anh em đợi một xíu về em coi nó sẽ hay hơn. Cái gì vậy? Ý nghĩa hơn. Không cho tôi coi hả? Em muốn tặng riêng cho bạn đó coi sẽ ý nghĩa hơn. Tôi đâu phải là người ngoài, tôi là người làm mai, làm mối mà. Xấu tính được rồi, nhớ nha. Bây giờ mời hai bạn thưởng thức một món ăn trưa rất là ngon của nhà hàng Hòn Đất. Rồi chị Tường sẽ cho các bạn một không gian riêng để tâm sự với nhau một chút xíu. Rồi Tường quay lại. Wow, bên này cơm gia đình nha, cá lóc kho tộ, bên cá kèo kho tộ rất là ngon. Nhớ nha, chờ lăn xíu nha. Rồi tâm sự nha, chúc chị Tường quay lại. Mình cởi mở nhau ra để một lát mình đưa ra quyết định mình cho nó chuẩn nha cưng. Em đói chưa? Em cũng đói rồi. Đói thì đem ăn bữa cơm cho em ăn nha. Rồi, rồi cảm ơn anh. Rồi mời anh ăn. Anh thấy cái món đó của em cũng ngon lắm đó, em ăn thử thôi. Món em lên là canh với cá. Ừ. Cá lóc không? Để anh múc cho. Để anh được rồi. Thử cá nè. Được không? Đây, ăn cá thử nó ngon lắm. Rồi, cảm ơn. Không có chi. Mà anh hỏi em nè, còn anh làm anh ba, theo em á, những người làm ba em thấy có phức tạp không? Phức tạp hay không á, là do bản thân của người đó thôi. Uh-huh. Người đó nghĩ nó phức tạp thì nó sẽ phức tạp. Em thông minh đó, trả lời nó sự rất là thông minh luôn. Lúc trước á, anh quen hai người, cũng nói với chị em luôn. Nhưng mà những người cũ á, người ta có những có lật lại những cái cục, những cái đó để người ta lật lại anh không, hay là do những cái khác? Họ nói như vậy nhưng mà sau này họ lại lật lại. Môi trường của anh á thì anh làm từ 7 giờ tối tới khuya. Tôi khuya cho tới 3-4 giờ anh mới về nữa. Còn em thì làm ngày cái giờ giấc của em nữa. Em thì cũng làm tối không à. Chuyến bay của em thường nó làm đến tối, đến 3 giờ sáng. Nên cái giờ giấc của em chắc cũng... Ủa, em làm check-in bên... Em làm bên quốc tế. Dạ thì mình cũng có duyên ha. Tối mà, tận ngày đi chơi được. Từ chơi, ngày gặp nhau đi chơi được không ha. Còn em làm một khoáng gì đây, em khoảng em ốp được mấy bữa? Thường là một tuần ốp gần 2 bữa. Gần 2 bữa thôi. Dạ. Công việc tính em cũng... Còn anh? Chiếm vậy. Công việc của anh thì anh làm bên quản lý bên quân ba. Nó vô chừng lắm. Anh ốp bất cứ lúc nào cũng được, nhưng mà quy định mỗi tuần chứ chỉ một ngày một bữa. Bất cứ ngày nào cũng được một bữa thôi. Đôi lúc quen người nào đó, muốn dành tình cảm, không gian riêng tư đi chơi với người đó, thật sự nó khó. Nên á, lúc anh muốn tìm người nào đó quen anh ở việc thông cảm á, đừng có mà con nít quá. Anh có thích chơi game không? Anh không biết chơi game. Sở thích của anh á là anh chỉ thích làm ăn uống nè, đi du lịch. Cái đặc biệt của anh là kiếm tiền. Thì cuộc sống không có tiền mới làm được gì hết trơn. Dạ đúng. Còn em? Sở thích em thì cũng như anh thôi, cũng đi du lịch, ăn uống. Nhưng mà một cái nữa là sở thích mà cũng là tật xấu của em. Em này rất là thích mê game. Em mê game nhưng mà em vẫn biết một cách chừng mực về công việc, vừa tình cảm vừa game. Nói chung là anh thật sự anh nói em luôn á là anh sợ người chơi game lắm. Sao lúc chơi game bỏ luôn à, suốt ngày cứ bấm game chơi game, nhất là cái trò gì mà nó đánh lộn với nhau liên cái gì đó anh không biết nữa, cứ chơi game là bỏ nhau, chơi game là bỏ nhau. Mà mỗi lần á anh quen bọn anh ha, mà anh nói ra là giải lộn đó, là bỏ anh không bỏ game đó.
như là thì lúc đầu anh phải nói như thế nào. Chẳng hạn như lúc đầu anh vẫn không cấm em chơi game, nhưng mà khi mà ở bên anh em không đừng chơi game, thì cái đó em cảm thấy em ok, làm được thì em sẽ làm thôi. Thì để lúc sau không có lực lại là, lúc đầu anh nói gì rồi, tại sao em lại như vậy không? Em á, mà ở bên anh á, em về đội của anh á, là em sẽ được ăn rất là nhiều món ngon. Ừ, anh nấu ăn rất là giỏi. Làm mày quá. Nấu nhà anh nấu ăn cho. Về đội của anh đồ nữa. Dễ bị dụ quá cưng, bị dụ chưa? Nấu được những món gì? Bò xào bún thiên lý, rồi gà nấu đậu, cà ri. Ờ, cà ri món không? Đa số là món. Biết nấu mấy món đó không? Dạ, nấu những món đơn giản thôi chị. Nấu ăn cơm hàng ngày được phải không? Mấy món nó hơi sang đúng không? Ok, giờ có người nấu cho ăn là ngon lành rồi ha. Nãy giờ ăn uống vui vẻ ha, tâm sự nghe thấy cũng đấy. Nhưng mà mình muốn người ta về đội của mình phải có những cái kế hoạch cho tương lai. Nãy giờ có bàn gì kế hoạch tương lai chưa? Chưa kịp luôn. Thì bây giờ vô đi, tôi làm ngồi làm bằng chứng cho. Thí dụ như bây giờ quen bao lâu thì mình sẽ định là công khai, hay là định ra mắt gia đình, hay là dự định cái cuộc sống sau này như thế nào. Vài cái mình phải thể hiện người ta mới theo mình chứ. Anh thì có một điều nói với em vậy nè, đối với anh á, quen á, anh không cần công khai. Nhưng mà đối với em quen anh, mọi người sẽ tự nhiên biết. Biết sao không? Vì anh muốn tìm hiểu em thì mọi người sẽ tự biết thôi. Em quen với anh sẽ dẫn em đi khắp nơi. Chẳng hạn như là đi chơi với bạn bè anh đều dẫn em đi. Những cử chỉ, hành động, cách quan tâm của anh đủ để người khác biết là anh với em đang quen nhau. Về phía gia đình, thật sự hai người trước em quen á, em dẫn về mẹ em cũng vẫn vui vẻ như coi như con bình thường vậy á. Thậm chí là mẹ em còn thương người đó hơn thương em nữa. Ý là kiểu là có thằng trai thứ hai trong nhà, tại nhà đó có mình em mà cái tánh em rồi đó cũng hồi nhỏ không có lo được nhiều. Nhưng mà đôi lúc á, trong một mối quan hệ yêu đương, ví dụ như trai gái đó, thì thường thường người phụ nữ người ta cần một cái danh phận, người ta cần một cái gì đó nó công khai để đảm bảo đó là một cái gì đó để nó bền chặt, nó lâu dài. Thì chị không biết mối quan hệ của tụi em như thế nào. Dạ, nếu mà như bạn nói là gia đình bạn cũng biết bạn như vậy rồi, thì bên gia đình em thì em cũng đã come out rồi. Thì em nghĩ cái ràng buộc mà tốt nhất hiện tại á là em nghĩ là gia đình hai bên. Mà khi mà gia đình hai bên đã biết nhau rồi thì em nghĩ là nó vẫn có một cái sự ràng buộc. Đó là cái câu chị muốn hỏi em đó. Em trả lời chưa đúng cái điều chị muốn hỏi. Công khai ở đây không có nghĩa là công khai với bạn bè xã hội. Chị bất cần dư luận, chị chả quan tâm. Cái quan trọng nhất trong cuộc đời chị là ba mẹ của chị. Chứ không lẽ bây giờ tôi phải nói anh ơi sao quen lâu rồi anh chưa dẫn ba mẹ anh qua. Đúng không cưng? Này tức. Đúng không? Ý em á, như thế này nè. Là em nói em quen bạn đó là ba mẹ em đã chấp nhận và em cũng đã chấp nhận rồi. Sau này bạn đó dù thế nào đi nữa em cũng vẫn thích, vẫn chấp nhận. Và bạn đó đến với em như thế nào đi nữa, nói chung là miễn em thích là được. Nhưng bây giờ trong mối quan hệ quen nhau thì bao nhiêu lâu thì em định sẽ mở lời coi như là cầu hôn người ta? Ngắn gọn, vòng vòng quá. Đợi, chứ em không có nói trước được. 3 năm cũng được, 10 năm cũng được. Phải có một cái số. Chị, bây giờ chị nói thiệt với em, chị quen ai mà 6 tháng chưa hỏi lời cầu hôn chị chia tay? Không có dư thời gian đâu. Để ta tìm mối quan hệ khác đảm bảo cái tương lai cho mình hơn. Hiểu chưa? Nói nhiều quá bốc bài đi, không cho cơ hội nói nữa. Bạn có dám thể hiện tình cảm nơi công cộng, hãy hành động. Nhìn tôi chi, bốc bài thì làm đi, cái này là thử sức. Thôi vậy em cho anh ôm em cái nha. Ok. Ok em. Trời ơi. Đó là thể hiện nơi công cộng, tưởng đâu hai thằng bạn nam ôm nhau. Thể hiện tình cảm nơi công cộng, chứ không phải là chào xã giao. Thí dụ hai đứa đang bồ nhau đó, bây giờ đi chơi với nhau nè, nắm tay nhau nè. Đôi lúc muốn hôn em á, anh phải nhón chân lên cỡ gì vậy? Cho em về giỡn. Em cẩn thận này, lý sự dữ lắm luôn á, lý sự lắm luôn. Em nói chuyện không có lại đâu, nè cưng. Dạ rồi. Rồi đọc lớn lên cho chị nghe luôn coi. Hãy thể hiện năng khiếu khiến đối phương vui. Rồi, mời em. Vậy thôi em xin trình bày ca khúc tiếng Trung, Chùa Yêu Gạo. Wo jin nian ni de sheng jie, wo zhong da wei de gan jue, rang wo wo dang shang, wo gen jia wang ji ni, wo ji da you yi ge ren, yong yan liu zai wo jin zhong. Rồi được rồi, bây giờ á, hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau. Cho mỗi bạn phát biểu một câu nữa thôi. Ngày hôm nay đến với chương trình là nãy giờ vui có, cười có, nói chuyện, hỏi nhau nhiều rồi. Bây giờ là giờ phút quan trọng, chúng ta chốt lại. Hiện tại chúng ta đang có cảm xúc như thế nào? Thì ngay từ lúc nãy gặp á, thì thật sự anh thích gu ốm ốm, cao cao, mình dây trắng đó. Thật sự là anh thích, rất là thích em. Thì em cứ hỏi anh một câu thôi. Anh có đủ trưởng thành và nghiêm túc đối với cái mối quan hệ này không?
có thể là bây giờ anh nói chuyện với em vui, vui vẻ, em có thể thấy anh là hơi con nít một xíu. Nhưng mà biết đâu hai mình bấm nút cái ra ngoài gặp mình sẽ hát hát. Đừng có dụ người ta bấm nút nữa. Hết thời gian, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nút bấm này là không phải nút bấm để làm quen cho vui. Nút bấm này nó rất là có một cái ý nghĩa. Bấm nút là để tìm hiểu và tiến tới một cái đoạn đường lâu dài bên nhau. Chúng ta chỉ bấm nút khi trái tim chúng ta thật sự rung động. Và ta phải tôn trọng cái mối quan hệ này. Đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý bấm nút, bấm thật mạnh. Đây không phải nút cảm ứng nha. Nếu không bấm nút, lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bấm chậm vậy? Đang vừa bấm luôn, xong số 3 lại bấm rồi. À, vậy sao bấm nhanh vậy? Em hít. Và bây giờ là một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau tại chương trình Hẹn Ăn Trưa. Anh hôn cái nha. Ok. Chị không biết là sau khi ra khỏi chương trình thì các bạn sẽ bắt đầu tìm hiểu và bắt đầu với cái mối quan hệ này như thế nào. Nhưng theo chị, như chị vẫn nhắc lại lúc nãy, khi chúng ta đã bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với cái nút bấm. Em là có vẻ hơi lý sự đó nha. Bạn này có vẻ là nghiêm túc hơn em đó. Nhưng mà chị không dám đánh giá một con người qua một cái đoạn đầu gặp gỡ. Có thể em muốn vui, muốn cho mọi người xung quanh thoải mái. Ok. Và chị biết rằng là bên đây là cũng đã dành cho em một cái cơ hội. À, nếu có cái chuyện gì vui, có tin gì vui thì cũng có thể báo cho Tường cũng như báo cho chương trình biết. Chúc mừng hai em nha. Cảm ơn chị. Cẩn thận nha, chị cũng dụ dỗ á. Nha cưng nha. Cảm ơn quý vị, hôm nay cặp đôi này rất dễ thương quý vị. Và Tường cũng đã làm hoàn thành tròn cái trách nhiệm làm bà mối của mình. Thì chúng ta theo dõi chương trình cũng thấy đó. Bây giờ thì nếu các bạn nào trong cộng đồng LGBT cũng như tất cả các bạn nam nữ mà chúng ta đang muốn tìm một nửa yêu thương của mình, đừng ngần ngại gì hết, hãy mạnh dạn đăng ký với chương trình Hẹn Ăn Trưa để được gặp các Tường quý vị nhé. Biết đâu cơ hội sẽ đến với mình sẽ giải thoát cái giai đoạn ế của mình nha. Có một cái tình yêu rất là đẹp đó, nắm tay nhau. Trời ơi, tôi mới giới thiệu một cái tình yêu rất đẹp hả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúng ta sẽ gặp lại vào những khung giờ rất quen thuộc của chương trình. 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.